hai năm mới gặp lại mới nhậu nè. Sao ra được? Qua nè. Có chuyện nghe. Rồi giờ là cửa sắt. Quên. Không, ở đây là nhỏ, là lớn. Đừng già. Mấy này vô nước gì nè. Đâu có bắt mưa đâu vô nước. Dạ. Vô đây. Cái ở ngoài dán keo quá. Ố keo chứ đâu vô nước. Nước đá rồi nhóc. Bữa nào coi nghiên cứu lại cái tình hình mà câu cái ống bia với ống rượu nha. Ở trên tôi làm rồi. Dạ, ông bị ông ăn chừng 90 cũng được, còn mấy ngon nữa tầm 14. Chuyện. Ờ mình chuyện á. Ống ra góp uống luôn không? Mình hả không? Không? Bây giờ mình không có mở qua anh. Ờ mở qua anh uống luôn. Mở qua anh kia chờ đợi công. Ông ơi lúc tôi coi ông 90 bây giờ ông nâng cấp lên nữa. Hết cả rồi. Về nâng cấp lên tiệm mua là mất hết bao nhiêu phút rồi. Đúng không? Mất hết bao nhiêu ly. Đó. Này có qua là xả một cái rồi.